Top những điều thuận tiện khi sở hữu Kamisato Ayato. Top 1. Kỹ năng nguyên tố múa quá ghê. Ui, follow Tilo. Một tình huống mà có lẽ follow sẽ làm quá nhiều điều như tình huống bông 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 bông. Quá ghê gớm. Và đây là follow Tilo. Có lẽ người chơi này có lẽ sẽ có điều rồi. Đánh quá ghê những tình huống bông hòa bông bông. Top 2. Lượng sát thương không quá phụ thuộc vào nổ. Top 3. Kẻ địch ở dưới hay trên cùng đều chém được hết. Top 4. Có thể gia nhập team đóng băng của Ganyu và tiểu thư Kamisato Ayaka, trở thành anh em song sát. Top 5. Kết hợp với Leland, Shinkyu và tạo nên team thuần thủy chém nhanh VL. Sang Hỏa Quốc thì tụi quái hỏa khóc tiếng máng luôn. Top 6. Kết hợp và đi được với team bốc hơi, cụ thể là Xiangling bốc hơi vì ICD Xiangling thuộc dạng tốt. Ok, và đó là những điều tuyệt vời khi các bạn sở hữu Ayato, còn những điều bất lợi thì đợi video sau. Tiện thể các bạn có sở hữu Kamisato Ayato không? Hãy bình luận phía dưới cho Khang Huỳnh Akai biết nhé, a he he. Ura trời, binh đã lên tới 313 rồi, chắc các bạn cũng đã từng gặp những cái trường hợp như thế này rồi đúng không? Tiện đây tôi cũng chia sẻ các bạn một phần mềm, có thể nói là giảm binh một cách nhanh chóng luôn. Ứng dụng này tên là Gear Booster. Về cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần vào đây và chọn game bạn muốn tăng tốc. Đây tôi sẽ chọn Honka Saryu. Sau khi tăng tốc tôi sẽ vào game coi khắc phục được bao nhiêu nha. Đây, sau khi vào game thì từ 100 nó đã chuyển xuống 97. Phải nói là chỗ bạn nào mà mạng không ổn định á, sử dụng cái ứng dụng này thì rất là tốt nha. Vừa dễ sử dụng lại còn hiệu quả. Và nếu như bạn nào đã tải cái app này về rồi đó, thì tôi cũng có một cái code tặng các bạn để mà các bạn có thể nhập vào và nhận một cái ưu đãi hơi đặc biệt ha. Về sử dụng cái code này cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần vào một ví, áp cái code tôi vào và ấn quy đổi. Vậy là xong. Ứng dụng giảm binh tuyệt vời như thế này thì còn chần chờ gì nữa các bạn. Tải thôi.